Wow, TAT8D 2024 quá tuyệt vời anh em ơi. Màu năm nay đẹp thực sự luôn anh em ạ. Đã thế nó hoàn thiện sản phẩm và nó lại còn làm cái gen chống lún. Hello, chào các anh em thủ nhá. Ngày hôm nay shop Max Badminton sẽ có cái clip review một cây vợt cực kỳ hot đến từ nhà Yonex. Hôm nay là áo Yonex mà. Thế nên phải review cây vợt đến từ nhà Yonex anh em ạ. Thực ra cây này cũng rất là mới ra và rất đẹp. Chính vì vậy mà shop cũng phải săn được để review cho anh em. Bởi vì bản thân mình cũng vậy thôi, cũng đam mê vợt cho các bạn và lúc nào cũng muốn những cái gì mà mới mẻ nhất đến với anh em. Đây anh em ơi, đây chính là cây Archoc 88D Pro phiên bản 2024 anh em nhé. Cây này thì mình nghe đồn bản 88D Pro thì là sơn lì, còn bản 88S Pro thì là sơn bóng. Thì không biết có phải không, nhưng mà trên tay mình đây là cây 88D Pro nhé, thì là đúng bản sơn lì thật anh em ạ. Bản sơn lì thật đẹp lắm anh em ạ. Và chắc chắn là nó có nhiều công nghệ mới. Đầu tiên là cái màu anh em nhé. Cái màu nó là màu xám kết hợp với đen cộng với xanh dương rất đẹp. Màu xanh xanh ngọc rất đẹp anh em ạ. Và trên đầu nó có gen này anh em ơi. Cái gen này tí chúng ta nhìn kỹ nhá, nó làm đẹp lắm chứ nó khác hoàn toàn cái gen của cây Asamer 11 Pro và khác hoàn toàn cái gen của Archoc 99 Pro nha anh em nhé. Đó. Ui, nhưng mà cái áo cái màu này nó giống luôn cái vợt này anh em ơi. Nói thật chứ năm nay hơn 30 tuổi rồi mà nhận được cây vợt mới của Yonex mình như một đứa trẻ anh em ạ. Chỉ chắc là những người anh em mà yêu cầu lông và nghiện vợt như mình thì mới có cảm giác đấy thôi. Đây cho Yonex và tất nhiên cái này là hàng Nhật Bản rồi, GP rồi. Sản xuất tại GP nhá anh em, còn mã này mã SP nhá, PP Pro SP này. Đó, hàng hiếm luôn. Cái đầu tiên đập vào mắt là màu khác, và thứ hai là mắt chụp nó là EPK Plus, nhưng mà nó lại là cái EPK Plus thiết kế giống như của cây Asamer 11 Pro anh em nhá, chứ nó với của Archoc Nano Flare Nano Flare 800 Pro và 1000Z, Nano Flare 1000Z đấy, nó làm nhiều này đẹp hơn, tinh tế hơn anh em ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói qua cái cây này, nhưng mà để mà cho anh em nhìn cái cận cảnh nhất cái màu sơn của nó thì mình sẽ lên máy mình quay nha anh em nhé. Ok. Đây anh em ơi, cây vợt của chúng ta phải nói là cực đẹp nhá. Mình quay từ phần chuôi vợt nhá. Thì chuôi vợt vẫn là hàng Japan thì 100% rồi. Những cái bản cao cấp nhất của Yonex thì được luôn được sản xuất ở Japan. Mình focus nó hơi mờ một tí anh em thông cảm, bởi vì ánh sáng ở ngoài nó hơi khó quay, nó không như ánh sáng trong phòng đấy. Để mình lấy nét vào đây anh em, hàng thì nguyên siêu. Tem lần này lại có chữ Made in Japan đỏ ở chuôi vợt anh em. Đó, thì và đây là bản 4U5 mã SP anh em nhé. Thì đó, thì vẫn logo PBSI và tem Yonex. Màu chủ đạo của lần này thì là màu xám bạc, xám trầm tính anh em nhé. Cái chuôi EBCAP lần này mình thấy nó làm khá đẹp anh em. Đó, nó làm nó mượt hơn, nó trơn hơn. Mình nghĩ làm thế này là chuẩn đấy. Thì không biết bạn Archoc 100ZZ sắp tới có ra cái EBCAP kiểu này không, hay là vẫn giữ nguyên kiểu cũ. Thì màu chủ đạo của nó là màu xám, kéo theo là màu đen. Phông chữ năm nay là màu xanh ngọc. Chữ Archoc 88D Pro là màu xanh ngọc anh em nhé. Chữ D thì chuyển sang màu tím. Đây để mình chỉnh lại cái lấy nét nữa, lấy nét lung tung quá anh em ơi. Khó chịu thật sự. Anh em thông cảm nhé. Đó, và màu đen, màu xám nó kết hợp khá hài hòa. Nước sơn này thì là nước sơn lì, hạt khá mịn anh em ạ. Nước sơn lì này thì mình thấy nó giống như trên cây dòng Asamer 11 Pro hơn. Còn gam màu thì nó hơi đặc biệt. Như các bạn biết là Yonex nó làm từ trước tới giờ gam màu không bao giờ trùng nhau, lúc nào cũng có sự rất rất đặc biệt luôn. Thì khả năng hoàn thiện sản phẩm trên 88D Pro năm nay mình thấy đánh cao gần như tuyệt đối luôn anh em ạ. Anh em thấy cái màu xám này, đỉnh đầu của nó năm nay anh em nhìn kỹ này, vẫn công nghệ Isomatic nhá, nhưng cái gen chống lún ở trên đầu của nó làm hoàn thiện rất đẹp. Các bản trước không có anh em nhá, nó khác hoàn toàn cái gen chống lún ở trên Asamer 11 Pro cũng như dòng Archoc 99 Pro hoặc là 100ZZ, nó khác hoàn toàn luôn. Năm nay nó làm bo tròn, nó mịn lắm,
đấy, các bạn nhìn thấy không, nó làm rất là dày nhưng mà nó lại bo rất là đẹp anh em ạ. Và bên này thì là màu trầm tính, nửa vật bên kia thì là màu sáng, nửa bên này sẽ là màu trầm, và vẫn là chữ Atrox chữ danh anh em ạ. Mình thấy năm nay làm hoàn thiện sản phẩm khá tốt, anh em mà thích màu lì thì chắc là cây này sẽ đáp ứng được yêu cầu của anh em. Mình cũng thích màu lì, màu trầm hơn. Cây 88S thì là màu sơn bóng, thì anh em thích 88S thì có thể tham khảo sau. Hôm nay mình chỉ có mỗi cây 88D Pro thôi. Cái logo năm nay nó làm cũng khá là mịn và đẹp. Đây chữ Atrox 88D Pro đây anh em. Chữ D thì nó làm màu tím. Chữ D như mình đã nói rồi, D có mà Dominate. Dominate có nghĩa là thống trị. Đó, chính là cây thống trị, làm chủ cuộc chơi đấy. Còn S là skill, nghĩa là kỹ thuật, lắp léo, kỹ năng đấy, điều khiển. Còn anh em tùy theo lối chơi của anh em cho chọn, nhưng mà chắc chắn 88D sẽ Pro sẽ được chuộng hơn là bạn 88S. Còn đấy là mình dự đoán thôi, theo cái cảm tính của mình thôi anh em ạ. Còn không biết thì anh em thấy thế nào. Mình thấy cây này khá ưng, khá đẹp. Thì phải tận tháng giữa tháng 4 hoặc cuối tháng 4 thì nó mới về Việt Nam bản chính hãng anh em nhé. Bây giờ toàn bộ là sách tay và giá nó rất hiếm. Anh em nào mà không có tài chính hạn hẹp thì không nên mua vào lúc này anh em ạ. Còn nếu cây này hỏi nó có hot hay không thì mình khẳng định các bạn chắc chắn là sẽ hot. Chắc chắn là sẽ hot. Còn anh em nào tùy hầu bao của anh em nó đến đâu, anh em độ chơi của anh em đến đâu thì anh em lựa chọn anh em nhé. Ok. Và vừa nãy mình đã cho anh em xem cái hình ảnh của cây vợt rồi anh em ạ. Và bây giờ sẽ đến thông số kỹ thuật nhé. Đây là bản 4U G5, tay cầm G5 thì là như cá nhân mình là khá vừa. Mình thích tay cầm G5, tay cầm G6. Còn cây vợt này nó có trọng lượng 4U, mình cân là 84,5g anh em nhé. Và điểm cân bằng của cây này mình khá bất ngờ. Mình bất ngờ bởi vì nó lên đến 301-302mm. Một cây vợt nặng đầu rõ rệt anh em ạ. Mình không biết có phải nó nặng đầu bởi cái này hay không, cái gen đầu này không, nhưng mà điểm cân bằng của nó lên 301-302mm, mình thấy nặng đầu anh em nhé. Đó, thì thân cây vật này sẽ là cây vật cứng. Đó, đũa vật thì ngắn trung bình anh em ạ. Thì chắc chắn cây này sẽ là một cây công câu cầu sau, nhưng mà cũng rất linh hoạt do cái đũa vật nó đã làm. Tuy nặng đầu nhưng đũa vật làm ngắn lên thì sẽ khi mà lên trên thì chúng ta cầm ngắn vật lại thì chắc chắn nó sẽ cho một cái cây cầu kiểm soát và đè lưới cũng rất ngon anh em nhé. Thì thực ra mình chưa đánh cây này bởi sao, nó có mỗi cây mình chưa dám đan lưới anh em nhé. Đó, mình tay trái nhưng mình không dám đan lưới để mình lên sân sợ va chạm gãy các thứ, thì mình chưa đánh thì mình chưa dám khẳng định là nó như thế nào. Nhưng mà với cái kinh nghiệm review vợt và kinh nghiệm đã chơi qua nhiều cây vợt rồi, thì cái cảm nhận của mình với cái thông số mà mình đo như vậy thì mình thấy cây này là cây thiên công, nhưng nó vẫn lên lưới các thứ vẫn rất ok như anh em nhé. Mình rất bất ngờ với cây này đấy, và mình cam đoan với các bạn cây này sắp tới ra cây này sẽ rất hot. Đó, cái mẫu 88 Atrox 88D từ ngày xưa đến bây giờ chưa bao giờ nó là hết hot cả. Đến tận bây giờ bản 2021, bản cả 2020 chẳng qua là mọi người không thích nó bởi vì cái màu của nó xấu thôi anh em ạ. Bản cái đỏ đen đen ấy, trắng trắng ấy, mọi người không thích nó bởi vì màu xấu. Nhưng mà khi mà lên đến 2021 Pro ấy thì mọi người lại cực ưng, và bây giờ đến bây giờ nó cũng hot. Và bản 88D Pro 2024 này thì mình khẳng định với bạn là vẫn rất cực kỳ hot luôn. Đó, chính vì vậy mà các bạn biết là bản 2018 nó rất là hot rồi, nhưng phải đến tận 2020 mới ra bản mới. Nhưng mà bản 2020 thì nó bị flop do cái màu sơn và chất lượng nó, cái màu sơn không được ưng. Chính vì vậy 2021 nó ra bản Pro, và 2021 Pro ra bán rất là tốt anh em ạ. Chính vì vậy mà 3 năm sau đến tận 2024 bây giờ nó mới ra thêm bản 2024 này anh em. Đấy, tại vì sao? Khi mà nó còn đang bán được thì không bạn gì nó ra mẫu mới. Và năm nay nó ra concept mới, đúng là không làm anh em thất vọng thật. Mình nói thật với các anh em là nó cái màu nó không quá rực rỡ, nó không quá cháy, nhưng mà nó trầm, nhưng mà nó lại rất là có cái gì đó gọi là thương hiệu của anh em. Khi chúng ta cầm ra sân nó sẽ không lẫn với bất kể một cái vật nào khác. Đó là cái mà Zonic phải nói là biết thu hút khách hàng anh em. Đó, thì ok, bây giờ cái bản này thì phải đến giữa 2024 giữa tháng 4 năm nay bắt đầu nó mới là hình như phân phối chính hãng tại Việt Nam, và có lẽ phải cuối tháng 4 thì mới về. Thì bây giờ mới đầu tháng 3, anh em nào muốn sở hữu cây này, nhưng mà mình nói trước là giá hơi cao nhá, thì cứ inbox cho mình nha anh em nhá. Thì mình chưa nhận cọc của bất kể ai cả,
đó. Thì ai inbox cho mình thì mình sẽ để với anh em cây này giá, nhưng mà không rẻ đâu anh em, bởi vì sao, mình nhập vào nó đã cao rồi thì chắc chắn mình phải để giá cao anh em. Thì hàng này thì nó chưa có hàng fake, anh em yên tâm không phải lo vấn đề gì cả anh em nhá. Ok, hàng này hàng xách tay. Nếu thấy video hay, hãy like cho mình được cái động viên nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.